Nhưng mọi người đi ngủ hết rồi nhỉ? Ờ không, bây giờ bên nhờ. Bây giờ bên bữa đang là mấy giờ ta? 8 giờ, 9 giờ. Chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Hai bạn, hai mọi người. Tiên vừa trở về sau vừa về khách sạn sau buổi welcome party ở Niigata. Ôi, và có một điều rất là buồn là bây giờ giày bị hư rồi. Mà đang không biết là ở Nhật có bán hiệu đó hay không. Hồi nãy đôi giày của Tiên bị hư, bị đứt cái dây vàng lúc mà đi lên sân khấu, đi rất là ghê luôn. Buồn quá. Hai mọi người, sức khỏe thì là chắc chắn là khỏe đó. Cảm ơn em Nguyễn Ân. Chị khỏe, rất khỏe. Chào em Ngân Vũ, hello em. Đang nói tính gì ta? Hôm nay Vương mới phát hiện một điều rất mà mắc cười luôn á, là hả, từ lúc mà Tiên đi thi tới giờ là một tuần là cỡ 5-6 người kêu Tiên giống Na Dơn của Twice á, mà Tiên thấy không giống chút nào luôn. Đặc biệt là ai ta, Gina, Miss Korea cứ kêu Tiên giống Na Dơn của Twice hoài luôn á. Mọi người thấy có gì, mọi người có thấy giống không? Chứ Tiên thấy đâu giống đâu. Hai em, hai mọi người, chị cảm ơn. Giờ đi đang rất là rầu để đi kiếm giày, không biết là ở Nhật có bán giày đó hay không, khổ thân. Hai mọi người, Ngọc đang rảnh hả Ngọc? Giờ cũng coi livestream nữa hả? Cảm ơn em nha. Hai Hoa Nguyễn, Hòa Nguyễn, Hoa Nguyễn ta. Vẫn khỏe em, rất là vui. Đi thi, đang đi thi rất là vui. Hello mọi người. Hai em. Buồn gì bà? Biết buồn đồ hả? Không phải, tại vì đôi giày của Tiên nó vô tình nó bị đứt dây. Đứt ra là nó bị đứt cái dây rồi, nên là Tiên đang phải đi kiếm giày khác. Mà chắc là sẽ mua được thôi, không thì phải may lại. Mọi người có không, mà không chắc vậy đây không. Hai em, hai hiếu lì. Chị sẽ cố gắng hết sức. Bonsoir. Dạ cái đó, dạ đúng rồi đó, cái đôi giày cao của em đó, nó bây giờ nó đang bị, vừa nãy vừa lúc mà lên sân khấu, lúc trước khi lên sân khấu là nó bị đứt dây, em mất hồn luôn, rồi lên sân khấu đi như con vịt đẹp. Nhưng mà tại vì không, tức vậy, với lại lúc mà bắt đồ qua bên Niigata là chỉ mang theo đồ như đó thôi, chứ không còn những cái đồ khác thì mình là để ở bên Tokyo rồi. Ôi. Chưa công bố em ơi. Đúng rồi em.
chị ăn uống thì đầy đủ mà thiếu ngủ thì thiếu ngủ nhiều, kiểu như bị quen giờ bên Nhật á, bị quen giờ bên Việt Nam là cách đi 2 tiếng, bình thường ở Việt Nam chị có 12 chị mới ngủ, mà ở đây cách 2 tiếng là có nghĩa là ở đây là 2 giờ. Với lại chắc tại vì chị cũng đi cuối nên chị cũng hơi gấp gấp. Em chào chị Đào, trời nhớ chị quá nè, hôm bữa kêu hả, trước khi đi qua ăn uống mà còn không ăn uống được nữa, chán ghê. Hôm nay là Tiên đang ở bên Niigata nên là Tiên không có ở chung với Thái Lan. Tiên đang ở chung với Malaysia. Không có bạn ơi. Hai em cảm ơn chị nghe. Bên Nhật bây giờ đang là, thôi nói ra sợ mọi người bị chửi quá. Bây giờ là 11 giờ. Chị Vân ơi, cái đôi giày màu đen gì cho em mượn, nó bị đứt dây rồi nè. Không biết sao luôn á. Đúng rồi, chị đang bị thiếu ngủ. Chào em Hoa Nguyễn. Tại vì cái bộ đồ đó là thật sự là em, cái ý định của em là phải búi tóc lên coi, nhưng mà cái lúc mà em về, tại vì em có một cái chuyến đi khác với các bạn, là em đi về về khách sạn trễ hơn các bạn, mà khoảng thời gian em chuẩn bị lại make up của em, tại vì buổi sáng là em mặc cái đồ nó nhẹ nhàng áo dài á nên em make up nhẹ, xong rồi để chuẩn bị cho buổi tối là em phải, với em thời gian của em còn có nửa tiếng, hình như 15 phút hay nửa tiếng gì đó, cho nên là chỉnh make up trước, rồi cái tóc thì chưa làm, xong rồi vừa rehearsal xong là chạy lên làm tóc liền, tại vì cái kiểu áo nó cổ cao á thì để tóc xả nhiều quá nó cũng không. Về đi ăn chị ơi, trời ơi. Dạ khỏe, khỏe lắm anh ơi. Bùm tim chinh chinh chinh. Trời ơi, cảm ơn chị Đào mà khen mặt mộc của em không dám nhận luôn. Trời ơi, phải nhớ anh chứ. Gifu, hình như em không có đi. Nó chỉ nó làm cho em khó chịu khi lúc em đi thôi, tại vì lúc em đi không có thẳng chân được với phòng, để gọi là sao ta, nói chung là hơi lộng lộng cộng đôi giày quá. Bây giờ em đang ở Niigata rồi em không có mang theo giày, không có mang theo gì ta, cái bộ kim chỉ theo em chỉ bắt, nhưng em chỉ lấy, em chỉ dọn những cái đồ đó thôi. Dạ đúng rồi, đôi Chinese laundry với chị Vân, cái đó nó bị đứt cộng dây ra. Thu hu, em xin lỗi chị nha. Ôi chị đang kêu Mariam. Mariam là tên của bạn Miss Venezuela. Chị đang kêu Mariam dạy chị một điệu nhảy, nhảy của bên Tây Ban Nha đó. Trước khi đêm chung kết chị sẽ vừa nhảy vừa hát được bài đó, xong chị sẽ quay clip lại. Cái gì? Chị mang cũng nhiều lắm á. Bye bye em nha. Hay vừa đét quá à. Chị Malaysia đang sấy tóc, đang trong nhà bán trong phòng vệ sinh rồi. Không có bán kết, có chung kết thôi bạn. Bạn hay gọi tôm, bạn có bạn thử không? Chị mang cũng nhiều lắm á, chị không nhớ được. Thật sự là chị không thích
chị vẫn chưa hài lòng lắm với cái phần giới thiệu đó của chị. Chị nghĩ là chị có thể làm tốt hơn. Gọi video giao lưu hả? Đang làm gì mà gọi video giao lưu? Ủa, em không biết gọi video giao lưu là gọi sao luôn á. Chị mang nhiều, chị không nhớ, chị mang nhiều giày lắm thiệt. Nhưng mà chị mang nhiều giày lắm. Quan trọng người ta có nhìn, người ta có nhìn thấy gì á? Người ta có nhìn đôi giày bị đứt hay là hay sao? Chị Vân, em mang đôi bít mũ màu đen hoài luôn. Đôi bít mũ màu đen của chị đó. Nghĩa là mỗi lần mà có con giày cao gót là em mang đôi đó hoài luôn á. Tại vì nó thoải mái chân nhưng mà nó còn cao nữa. Với lại ông Stephen á, hôm nay em ngồi chung bàn ăn với Stephen, xong rồi Stephen cứ kêu chị là the best hoài luôn á. Xong rồi cái lúc mà úp ảnh em lên trên Miss International á, xong rồi đang hashtag không kêu hashtag Miss Việt Nam, xong hashtag My Việt Nam một các kiểu, xong rồi kêu là bữa hát nên hát My Việt Nam của chị nữa, giờ ai cũng biết bài đó luôn. Cảm ơn em nha Hiền. Chị nghĩ đem chung kết, em cung cấp với diễn. Hai Tiên vẫn khỏe. Finish. Yep. Going to sleep. Okay. I will talk. I will live stream about 15 minutes. No. No, no. You wanna come here? Nah. Try with me. Thank you. Hello? No, no, you. It's okay. No, thank no, you. No, your face is beautiful. I want to sleep already. Nó bị đứt dây nên nó hơi rộng đi, nó không có chắc chân thôi chứ cũng nói chung là không sao. Kevin nói với chị là Kevin rất là thích bà, em muốn anh đưa em về. Rất thích luôn. Ok, Tiên biết rồi bạn. Em bị quen giờ Việt Nam em chưa ngủ được nữa đó. Thiệt luôn á. Đi đâu giờ hả? Đi đâu ai cũng mai Việt Nam, mai Việt Nam. Ghê thiệt. Biết vậy là em sáng tác một bài để em đem đi như chị Vân rồi. Môi chị dày đó giờ rồi em. Cổ này đó. Cảm ơn em. Quảng bá phim vớt. Chị mà sáng tác bài hát không biết ai nghe nữa trời. Em khỏe chị ơi. Hai em, con cảm ơn. Thật sự là mà lúc mà Tiên đi Hokkaido thì là không cảm thấy là như kiểu là quen cái thời tiết rồi nữa, không có sao mà tới đến Niigata hồi sáng mặc áo dài muốn xỉu, bước xuống xe muốn xỉu luôn á, nó lạnh. Mà sao quá trời, lạnh mà không cảm giác được cái mũi, cái mặt luôn á. Chị bị thiếu ngủ, nhưng mà chị vẫn tràn đầy năng lượng mỗi ngày, không sao. Ok. Ok ra chị Vân. Em sẽ đi ngủ đây. Nghe lời á hậu quốc tế đi ngủ. Thôi bye bye mọi người nha. Tiên bị hỉ đậu rồi nên là chắc sẽ không sao đâu. Bye bye mọi người nha. Chị Vân kêu đi ngủ rồi đó. Nghe lời á hậu đi ngủ nè. Thôi nói chú là Tiên cũng buồn ngủ lắm rồi. Cũng mệt, comedy cũng nhiều. Tiên dậy từ sáng sớm đi tới đây đó giờ.
hai ba mọi người nha. À dạ. Trời đau quá. À, ở trên Miss International có mấy trên Instagram thì có những cái hình mà Tiên có đi vào buổi chiều để đang gặp Prefectural Governor, với lại hình gì nữa, Tiên mới up hình gì đó, hình với Geisha nữa đó, nên mọi người nếu mà mọi người muốn có thể lên Instagram coi hình nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bye 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 bye.